bởi vì các bạn không có nỗi sợ, mà bởi vì các bạn có một nỗi sợ và các bạn dám vượt qua nó. Đó là trái tim dũng cảm chúng tôi tìm kiếm. Thưa quý vị, là một cuộc thi mang tính xã hội và tính tương tác cao, thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe những cái góp ý, những cái chia sẻ của các bạn fan, của tất cả cộng đồng. Và ngày hôm nay, với những cái việc mời đến đây, những cái minh chứng của trái tim dũng cảm, thì chúng tôi cũng mang đến một nét mới, một cái điểm đổi mới mà tôi tin là rất là nhiều bạn sẽ rất là hào hứng. Đó là năm nay Hoàng Thành phố Việt Nam sẽ dùng SAS để tượng trưng, để biểu diễn cho để các bạn có thể đại diện cho quê hương của mình. Đây là một trong những cái mong mỏi của rất là nhiều những cái fan sắc đẹp. Và tôi tin là cái việc mang cho mình giải sắc của quê hương nó thể hiện cho rất là nhiều. Bản thân các bạn đến đây với mong muốn chinh phục vương miện, nhưng mong muốn xa hơn là để đại diện cho hai tiếng Việt Nam. Và trước khi đại diện được cho đất nước mình, tôi muốn các bạn có thể đại diện được cho quê hương mình. Các bạn có thể làm một niềm tự hào của quê hương mình đến với Hoàng Vũ, tự tin giới thiệu mình là ai, tự tin giới thiệu mình đến từ đâu, tự tin mang quê hương mình đến với đất nước, và sau đó mang đất nước mình đến với thế giới. Và đó là tinh thần chúng tôi tìm kiếm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, và chúng tôi hy vọng là sẽ gặp lại những gương mặt ở đây trong ngày sơ khảo của Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Xe ôm cũng được, xe taxi cũng được, xe hơi thì tùy theo điều kiện của các bạn. Đã bước ra thì các bạn hãy thể hiện mình mang cái tinh thần đó để tới với Hoàng Hoàng Vũ. Thì các bạn cứ là chính mình, cái sự tự tin, cái sự thoải mái, cái sự tự nhiên của các bạn sẽ làm cái điểm thu hút và tạo nên cái sự khác biệt của các bạn giữa người này với người kia. Mỗi người khi mà người ta tìm kiếm một cái người mới nào đó thì hãy nghĩ là một cái chất nào đó riêng biệt thì người ta sẽ được thu hút. Và hãy mang những cái câu chuyện của các bạn muốn mang đến tại Miss Universe, hãy thể hiện bằng cái sự gọi là dũng cảm của mình, giống như là chủ đề của chúng ta năm nay đó là trái tim dũng cảm. Thì hãy mang cái cả trái tim dũng cảm của mình để đến với cuộc thi. Hãy hy vọng là khi các bạn đã dồn hết tất cả mọi thứ và các bạn mang một cái tình yêu đặc biệt đến với cuộc thi, tại khi các bạn tập trung một cái năng lượng rất là tích cực và mang tới, thì hãy nghĩ là cái sự thành công nó đến với các bạn một cách dễ dàng thôi. Cảm ơn Hiền rất nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Trên như được hỏi Hoàng Thùy, lúc mà cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 thì Hoàng Thùy đã gây được, phải nói là có sự chú ý đến từ truyền thông khi mà tham dự cuộc thi Futurista Online. Và lúc đó là nhiều khán giả đặt câu hỏi là tại sao Hoàng Thùy lại tham gia? Hoàng Thùy là một người đã quá nổi tiếng rồi và đã có nhiều năm làm người mẫu nữa. Vậy thì lúc đó Thùy có gặp áp lực từ dư luận hay không? Cảm ơn chị. Lời đầu tiên cho phép Hoàng Thùy gửi lời chào tới tất cả quý vị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay tới đây thì Thùy cảm thấy như là sống lại cái lúc mà mình bắt đầu đi thi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Lúc đó thì thực sự là em quyết định thi thì trước đó một tuần. Thì em cũng không có chuẩn bị gì nhiều hết. Nhưng mà cái lúc mà em biết là Miss Universe được IMG mua thì em lúc đó là em cũng có ý định là em muốn thi Miss Universe rồi, nhưng mà mãi đến năm 2017 thì tự nhiên em mới lóe lên lại cái suy nghĩ đó rằng là em sẽ thi Hoa hậu Hoàn vũ, bởi vì cái hành trình mà em bắt đầu làm người mẫu từ lúc 18 tuổi, 19 tuổi á, là em bắt đầu casting cho công ty quản lý người mẫu đầu tiên trên thế giới, đó chính là IMG. Và khi mà Miss Universe được mua bởi IMG á, thì em lại quay lại cái ước mơ ngày xưa của mình, bởi vì em đã bị thất bại rất là nhiều lần khi mà em casting với IMG trong vòng 6 năm trước, trong vòng khoảng thời gian 6 năm đó. Và lúc đó thì mình chỉ nghĩ rằng là đây là cái cơ hội cuối cùng mà mình níu kéo cái ước mơ của mình thôi, bởi vì mình thử quá dài rồi và mình bị fail quá nhiều rồi, nên là đây là một cái ước mơ cuối cùng. Và thì luôn tin vào một cái câu rằng á là mọi con đường sẽ hướng tới thành Rome. Và nếu mà Thùy không đi được cái con đường chính thống và Thùy casting được cho IMG model thì Thùy sẽ đi bằng cách khác, sẽ là Miss Universe. Nhưng mà thực ra khi mà Thùy được Á hậu là Thùy bị fail, bởi vì Thùy không có đại diện được Việt Nam tại Miss Universe năm 2018, mà cơ hội đó là cơ hội của Hoa hậu. Nhưng mà ngày hôm nay Thùy đứng đây là đại diện của Việt Nam tại 2019, thì Thùy thấy là cuộc đời sẽ luôn mở ra cho chúng ta những cánh cửa thay
và hãy đừng bao giờ mà từ bỏ cái giấc mơ của mình cả. Bởi vì nhìn Thùy đây, 8 năm Thùy mới được cái ước mơ của mình rằng là sẽ đại diện cho Việt Nam tại Miss Universe và sẽ bay đến đó và đứng trước IMG. I'm here after 8 years. Mặc dù ngày hôm nay Thùy mới wear Shark Thanh Hóa thôi, chưa là Shark Việt Nam, nhưng mà Thùy vẫn muốn là các bạn hãy mang những cái năng lượng của sự dũng cảm, của sự kiên trì đến với cuộc thi, bởi vì nó sẽ mở cho các bạn rất là nhiều cánh cửa khác và Thùy nghĩ nó sẽ làm cho cuộc đời các bạn đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Hoàng Thùy ạ. Và Thùy tin là những lời của Hoàng Thùy vừa rồi sẽ tạo thêm động lực cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà chúng ta chưa có tự tin và chưa dám tham dự chương trình thì các bạn có thể đăng ký ngay các bạn nhé. À, bây giờ thì cho phép Duy được đặt câu hỏi cho Mỹ Duyên ạ. Người đẹp Mỹ Duyên đang ngồi bên dưới là người đẹp áo dài. Mỹ Duyên là thí sinh đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Thì không biết là từ đâu mà Mỹ Duyên có động lực mình quyết tâm mình chinh phục vương miện đến như vậy ạ? Lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới anh chị và tất cả các bạn thí sinh đang có mặt tại đây. Và cái thôi thúc mà để Duyên 25 liên tiếp tham gia cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ dạy từ lúc 3 rưỡi, 4 giờ để đi dạy. Tại vì tất cả mọi thứ là mình tự make up. Nếu mà muốn make up đẹp hơn thì phải dạy từ rất sớm. Nên đối với em cái chuyện quan trọng nhất đó là cái việc ăn uống. Lúc đó em không nghĩ cái chuyện mình phải giảm cân cả. Hèn nghĩ là làm sao mình ăn được mà mình cảm thấy là mình sẽ duy trì được cái sức khỏe của mình. Tại vì từ cái lúc mà mình khởi đầu tới cái lúc chung kết thời gian nó quá dài. Nếu mà mình chỉ đi cái chuyện mình giảm cân quá nhiều trong thời gian này, tới cái lúc mà mình chung kết thì mình sẽ bị đuối. Thành ra cái phương pháp của Hèn lúc đó là Hèn đã sử dụng những đồ ăn của ban tổ chức đưa đến thì Hèn ăn liên tục thôi, không có ngại cái phần ăn. Là mọi người còn chọc Hèn là nữ hoàng ăn thì đúng là như vậy, nó làm cho Hèn cảm thấy khỏe. Và khi mà cái lịch trình của các bạn, ví dụ như là có những lúc mà bạn di chuyển trên xe, bạn có thể nhắm mắt một tí để làm cho bạn cảm thấy thoải mái thì mình bước ra. Hay là buổi tối khi mà lịch trình của bạn xong rồi thì các bạn không nên bấm điện thoại quá nhiều để rồi các bạn mất thời gian với điện thoại. Trở về phòng thì các bạn tẩy trang rồi các bạn ngủ luôn để sáng mai các bạn dậy sớm, các bạn khỏe, các bạn tập trung lại. Khi mà lúc mà chơi hay là tất cả mọi thứ với các bạn của mình thì các bạn cứ mở lòng ra chơi hết tất cả những cái trò chơi mà mọi người đem đến hay là những cái hoạt động đó. Tại vì thực sự năng lượng mình có được trong người của mình nó không chỉ là xuất phát ở từ trong bản thân mình mà mình nhận lại cái năng lượng đó từ người đối diện của mình. Nên mình phải cực kỳ hòa đồng, cực kỳ phải mở lòng mình để mình nhận được cái năng lượng mà mình thấy. Một cái người họ rất là hạnh phúc, họ rất là nhiều năng lượng thì mình cũng cảm thấy là mình là một cái người nhiều năng lượng như thế. Nên là hay nghĩ là cái việc mà trong cuộc thi là các bạn cứ nhớ những cái điều ít vậy thôi, rồi các bạn sẽ có là một cái người thoải mái và hơn hết là các bạn gọi là thoải mái với cuộc thi. Hay có một cái câu tiếng Anh hay nói là em nói cũng tốt, cái câu enjoy á, đó là một cái câu mà rất là hay. Các bạn cứ enjoy với cuộc thi thoải mái thôi, đừng có áp lực quá nhiều điều hay là hôm nay là mình phải là một cái người thắng tập này hay là trở thành một cái người được truyền thông chú ý, đừng có áp lực quá nhiều. Tại vì khi các bạn áp lực thì tại vì cái chuyện của ngày mai nó, cái chuyện gì của ngày mai, cái chuyện đó diễn ra các bạn không thể kiểm soát được. Và cái việc của các bạn phải thoải mái, vui vẻ, ăn uống đầy đủ. Có giờ buổi sáng hồi anh nhớ là ở Việt Nam á, là ở Diamond Bay á, là có một cái sân golf cực kỳ lớn. Thì sáng sớm nào hay dậy từ lúc 5 giờ hay đi bộ hết cái sân golf đó để em tập thể dục cho chính bản thân mình á. Xong có một người bạn cùng phòng bảo là trời ơi, chị hen heo thì của em cũng phải bắt chước mới được. Thì mình cảm thấy mình rất là khỏe. Nên là các bạn cái việc ăn uống đầy đủ này, tại vì ban tổ chức đem đến thức ăn cho các bạn đó, họ đã cân đo đến để cho các bạn được sức khỏe. Các bạn đừng có ngán cái chuyện mà ăn cơm, tại vì ăn cơm mới cho các bạn năng lượng. Không ăn cơm nó có bị trì trệ đó. Các bạn đừng có ngại cái chuyện, đừng có muốn suy nghĩ đến cái chuyện giảm cân, ép cân dữ quá, mà các bạn phải cân bằng cái chuyện các bạn hoạt động, các bạn ăn uống và các bạn tập luyện. Nên Hèn nghĩ rằng là các bạn cứ thoải mái thôi, giống như là mình đi thi là cái trong cái suy nghĩ của mình, trong cái trái tim của mình có cái tinh thần đó, còn cái mà mình bộc lộ ở bên ngoài là một cái tinh thần mình thoải mái với cuộc thi, thoải mái với các bạn và tạo cho mình một cái người rất là nhiều năng lượng để người khác nhìn vào đó, người ta có được cái năng lượng đó từ các bạn. Hèn chúc các bạn thành công, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng ạ, như vậy là cái bí quyết của anh nghe đó là mình phải tập thể dục thể thao, vẫn cứ ăn uống đầy đủ đi ạ, và kèm theo luyện tập, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là giữ được cái tinh thần thoải mái. Và hy vọng là những cái bí quyết này sẽ giúp các bạn thí sinh tự tin hơn cho cái hành trình sắp tới của mình.
Khi mà chúng ta nhắc đến những cô gái về Miss Universe thì ai cũng nghĩ là những cô gái rất là nóng bỏng, một cái thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng và rất là tỷ lệ vàng. Vậy thì với Hoàng Thùy đã có kinh nghiệm tham dự cuộc thi rồi, bạn có nghĩ đó là những cái tiêu chí hàng đầu của cuộc thi hoa hậu của Việt Nam hay không ạ? Thùy nghĩ rằng là tất cả cuộc thi sẽ có những cái số đo chuẩn và cũng sẽ có những cái yếu tố để quyết định là người chiến thắng. Nhưng mà nó tùy vào cái gương mặt cũng như là cái thể trạng, cái khung xương của mỗi người, chứ không thể áp tất cả mọi số đo cho một người nào đó. Bản thân Thùy thì lúc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì rất là gầy. Thùy phải công nhận mình rất là gầy. Thùy cảm thấy mình không giống Hoa hậu Hoàn Vũ. Mình cũng cảm thấy là mình thiếu tự tin về cái cơ thể của mình. Nhưng mà mình bỏ qua cái phần đấy đi, bởi vì mình thi á, mình đã thi á, là mình sẽ cố gắng. Và rất là nhiều cái yếu tố khác nó sẽ tác động, và nó sẽ tác động tới ban giám khảo và cái số điểm của mình. Bởi vì một người hoa hậu không những có beauty là cái vẻ đẹp, là cái gương mặt, là cái vóc dáng của mình, nó còn hai yếu tố quyết định, đó chính là brand và behavior. Brand là gì? Là kiến thức của mình về văn hóa, về xã hội, về đời sống. Còn behavior là gì? Behavior là cái cách mà mình đối xử với mọi người như thế nào, cách mình ứng xử ở trên sân khấu như thế nào. Ba cái yếu tố nó cộng lại nó mới tạo thành một người hoa hậu, chứ không hẳn là cái vóc dáng của mình. Nếu mà bạn không có một cái vóc dáng tốt thì bạn hãy cố gắng trau dồi những cái điểm mạnh của mình hơn, về kiến thức của mình, về cái cách mình ứng xử với mọi người, thì Thùy nghĩ nó sẽ bù đắp cho nhau rất là nhiều. Và các bạn đừng quá áp lực, hãy nghe lời khuyên của hoa hậu Hoa-Ni, chúng ta cứ thoải mái với cuộc chơi. Chúng ta sẽ có những cái kế hoạch rõ ràng về cái việc ăn uống cũng như là tập luyện của mình. Rồi cơ thể chúng ta sẽ thay đổi, tâm trạng chúng ta sẽ thay đổi, gương mặt chúng ta sẽ thay đổi theo một chiều hướng tích cực. Cảm ơn Hoàng Thùy rất nhiều. Các bạn đã tự tin hơn chưa ạ? Không cần phải số đo chuẩn 3 vòng quá đâu, không cần phải ép cân quá nhiều. Quan trọng là chúng ta biết phát huy cái thế mạnh của mình. Còn bây giờ thì cho phép Nhi được hỏi Huỳnh Tiên ạ. Lâm Cung kính chào mọi người sang. Câu hỏi khó không vậy ta? Đó, khi lúc đi thi thì hình như là Hen vẫn là hoa hậu rồi. Hen cảm thấy khó thì Hen đáng khó thôi. Nhưng cái lúc mà bạn đi thi, bạn không bình tĩnh, không có một cái gì đó, thì bạn cứ bộc lộ bản chất thật của mình không sao cả. Hen hỏi tên đầy đủ là Hen-Nie. Hen là người ED, được sinh ra và lớn lên ở tại Đắk Lắk. Gia đình Hen thì có 6 anh chị em, ba gái ba trai. Là người do cái phong tục tập quán của Hen là người ED, nên là không phải là phong tục tập quán, mà là khi mà sinh ra thì người Hen không được không được chuẩn bị trước phải không, nên là hỏi hơi khó. Nhưng mà nói theo cách hồn nhiên thì Đắk Lắk là một thủ phủ cà phê, đó là một cái điều rất là đặc biệt khi mà nói đến Đắk Lắk. Khu du lịch sinh thái có rất là nhiều thác rất là đẹp, đó là điều mình cảm thấy rất là tự hào khi mà mình bước ra khỏi quê hương của mình. Và đặc biệt hơn hết là Đắk Lắk là nơi mà có nhiều dân tộc bản địa ở trong đó có Hen. Thì mình nói cái gì cũng liên quan mình hết trơn á. Mình cảm thấy rất là tự hào vì mình được sinh ra trong gia đình của mình là một người đồng bào dân tộc thiểu số, người sống bản địa ở tại đó và được sống gắn bó nhau, đoàn kết nhau, yêu thương nhau, thì đó là một điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi các bạn đến Đắk Lắk thì các bạn sẽ thấy những ngôi nhà sàn của những người đồng bào dân tộc thiểu số, các bạn sẽ thấy xe máy cày, rồi đất đỏ Ba Giang là một cái đặc trưng tuyệt vời ở tại đó. Buổi sáng mà các bạn thức giấc mà các bạn đi uống cà phê ở Buôn Ma Thuột, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Đại khái là về không khí ở Đắk Lắk rất là trong lành. Buổi sáng Hen nhớ một lần khi mà Hen ở thành phố Hồ Chí Minh, Hen trở về quê của mình khoảng tầm lúc đó là học năm 3 á, thì Hen đi về kiểu như là một cái ngày mà Hen nghỉ được khoảng 2-3 ngày gì đó, Hen trở về, Hen đi xe đò xong Hen bước xuống. Hen cảm giác là không khí thật là trong lành ở tại quê hương của mình. Đúng là mỗi lần mà mình trở về quê hương là mình cảm nhận là mình được tiếp năng lượng. Đó là những cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi ở tại quê hương của mình. Mà mình chốt hạ một câu nữa là khi mà tôi trở về quê hương của mình thì tôi cảm thấy như được tiếp năng lượng, bởi vì năng lượng của núi rừng đem đến cho tôi. Hy vọng các bạn sẽ tới quê hương của tôi nhận cái năng lượng đó. Em xin chân thành cảm ơn.
nhiều. Và bây giờ mời Hoàng Thùy nói về Thanh Hóa đi nào. Chắc là mọi người khi mà biết đến Thanh Hóa chắc là có cái câu mà nổi tiếng đó, chắc là mọi người ai cũng biết là mọi người hay trêu mình, hay chọc người Thanh Hóa là ăn rau má và phá được tàu á. Thì lúc mà Thùy em nghĩ là sẽ rất là nổi tiếng về cái câu này. Nhưng mà thực ra thì trong cái câu này thì nó cũng nói lên rất là nhiều điều. Bởi vì em thấy người Thanh Hóa thì xuất phát điểm của họ như chính bản thân em thì là những cái con người mà rất là cần cù và chịu khó. Họ sống ở Bắc Việt Trung là một cái nơi mà chịu ảnh hưởng của khí hậu và bão lũ rất là nhiều năm. Nhưng mà em cảm thấy là em cũng đã trải qua rất là nhiều cái lần mà cùng trải qua những cơn lũ như là thiên tai của gia đình. Thì những cái yếu tố đó, cái thử thách đó nó làm cho con người Thanh Hóa rất là dũng cảm, rất là kiên trì và chịu khó để vững lên, để vượt qua những thiên tai lũ lụt đó. Và họ áp dụng những cái điều đó vào những cái ước mơ của họ. Và em được sinh ra ở cái mảnh đất đó thì em được tiếp rất là nhiều cái năng lượng. Và cái năng lượng của lòng dũng cảm, cái năng lượng của sự kiên trì và năng lượng của cái việc mình tin tưởng rằng là mình sẽ có một cái cuộc đời tốt hơn, nó luôn nằm trong trái tim của em. Và khi mà hướng về Thanh Hóa thì em hướng về Thanh Hóa với tất cả những lòng biết ơn dành cho quê hương của mình. Ngoài ra thì mọi người đến với Thanh Hóa thì mọi người thường thường thích ăn những cái món như là nem chua chẳng hạn, hay là những cái món gỏi, hay là những cái món cá khô. Hình như Thanh Hóa cũng có đặc sản là bánh đa và nước mắm. Thì Thùy nghĩ rằng là nếu mà các bạn có thời gian mà ghé qua Thanh Hóa, ngoài những thức ăn này, ngoài con người của Thanh Hóa này, thì còn có những cái danh lam mà Thanh Hóa rất là đẹp và rất là kỳ vĩ. Thùy nghĩ rằng là mọi người đến Thanh Hóa để biết rằng nơi quê hương của Thùy, nơi sinh ra Thùy đã tiếp cho Thùy những cái năng lực gì. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Thùy rất nhiều. Và đến với cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam 2019 thì Ngọc Nhi biết được là có rất nhiều các bạn đến từ nhiều vùng khác nhau, nhiều tỉnh khác nhau. Nhưng mà một cái điều mà chương trình muốn hướng đến tất cả người xem, khán giả đó chính là các bạn mang được cái tình yêu quê hương của mình, mang được cái vùng đất nơi mình sinh ra đến với tất cả mọi người. Đó cũng là cách mà chúng tôi truyền cảm hứng đến cho các bạn ạ. Và bây giờ thì Nhi nghĩ